Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình đối thoại bàn về việc huy động vốn và hoàn vốn của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trong các số trước thì sau buổi lấy ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải về báo cáo cuối kỳ, báo cáo tiền khả thi của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thì chúng tôi đã mời tới trường quay của VITV các khách mời là các chuyên gia, doanh nghiệp, những người rất là quan tâm tới dự án này, những người đã tham gia vào buổi lấy ý kiến để cùng trao đổi về phần phương án hoàn vốn cũng như là huy động vốn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục mời tới trường quay đối thoại các khách mời cũng đã tham gia vào buổi lấy ý kiến đó cũng như là những chuyên gia khác để cùng đóng góp để bản báo cáo sẽ hoàn thiện hơn. Chúng ta sẽ có những phương án tốt hơn trong thời gian tới. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Xuân Phong, Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quân, giảng viên cao cấp Trường Đại học Giao thông Vận tải. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và tham gia vào một đề tài khá là dài kỳ và thậm chí là cách đây 4 tháng khi mà mới có báo cáo đầu tiên, chúng tôi cũng đã tổ chức đến 20 số đối thoại để bàn về chủ đề này. Thì trước khi mà chúng ta bàn về một cái điểm rất là đáng chú ý và nổi bật của dự án, đó là cái phương án hoàn vốn, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Những cái dự án như đường sắt cao tốc chắc chắn lỗ vì hiệu quả tài chính, hoặc có thể nói là cái tỷ lệ sinh lời không cao. Ví dụ tỷ lệ sinh lời của liên doanh tư vấn đưa ra có chưa đến 2%, 1,9% đối với các cái sinh lời về hiệu quả về tài chính và hiệu quả về kinh tế xã hội là 7,5%. Thì với cái hiệu quả như thế thì các cơ quan thẩm định cũng phải xem xét xem là với hiệu quả tài chính như thế thì phải bù lỗ, bù đắp bao nhiêu cho cái dự án này khi mà nó đi vào hoạt động. Bởi vì chắc chắn những cái dự án mà có một cái dòng tiền thấp thì lúc đấy thì chúng ta thấy là khi mà dự án đi vào hoạt động thì dòng tiền tạo ra của dự án không đủ để trả nợ và trả lãi cho dự án, phải bù đắp bằng nguồn vốn khác. Tôi lấy ví dụ là nguồn vốn khác phải chắc chắn là ngân sách rồi, chứ còn dự án này không phải dự án tư nhân. Ngân sách là một cái hoạt động đầu tư của chúng ta là có giới hạn, cho nên khi chúng ta chi trả vào cái hoạt động này thì chúng ta phải cắt các dự án khác đi, đúng không ạ? Cắt các cái hoạt động đầu tư của các tỉnh khác đi cùng một tỷ lệ, cho nên chúng ta sẽ phải cân nhắc rất kỹ xem là cái dự án này liệu có hiệu quả hơn so với các việc mà triển khai các dự án khác hay không. Chúng ta có hai cái chỉ tiêu, không phải là vì không tính tới hoặc là tính tới, có hai chỉ tiêu, tức là một cái chỉ tiêu gọi là hiệu quả tài chính, là đấy là hiệu quả hạch toán trực tiếp cho doanh nghiệp. Nhưng mà một cái đề án cơ sở hạ tầng thì nó có vô vàn những cái tác động lan tỏa, cho nên mọi hôm tôi đề nghị, tức là nếu vậy thì các ông phải đưa cả cái hệ số lan tỏa vào để mà tính. Hoặc là nó có những cái tính toán thêm, ví dụ như như Nhật Bản họ tính, tức là lúc mà họ chưa có hệ thống đường sắt thì mỗi một năm họ bị chết tai nạn giao thông là 15.000 người. Và đến khi có cái hệ thống đường sắt này thì là con số đó chỉ giảm xuống còn có 4.700 đến 4.900. Và họ tính toán ra, tức là họ đã tiết kiệm được mấy chục tỷ đô la một năm về cái tai nạn giao thông, và bảo hiểm cho cái người bị tai nạn cũng như bảo hiểm cho những cái người và chữa chạy cho những người bị thương vong suốt đời. Vâng. Thì đấy là những cái thứ mà rõ ràng là nó không đưa vào được trong cái hiệu quả tài chính. Thì đấy là chưa kể, tức là ô nhiễm môi trường, hàng vạn cái ô tô xả khói suốt dọc đường thì đâu mình đâu có tính được. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng, tức là nếu có một cái hiệu quả tài chính ở cái mức tương đối như cái, thì chúng ta có thể xác định được rằng là hiệu quả kinh tế xã hội nó sẽ còn lớn hơn như thế rất nhiều. Thực tế thì cái khoản chi ra rất là lớn. Và cái dòng tiền thu về hàng tháng cũng như là hàng quý, hàng năm ấy, nó lại giống như là ta bỏ một tổng tiền đóng ra, ta thu tiền lẻ về. Thì nó lại phải bao hàm cả cái việc là liệu có đủ thu được hay không. Thế trong trường hợp cái viễn cảnh xấu mà có những cái phương tiện khác, có những cái khác mà nó tính dài 3-40 năm mà nó có thể phát triển song hành, thì liệu cái dòng tiền đấy nếu nó còn giảm nữa thì cái chỉ số hoàn vốn này tôi nghĩ rằng nó còn âm. Và cái khả năng gọi là chịu đựng được về cái khả năng chịu đựng được cái thanh khoản cho các khoản đã vay như ở mức nào, thì đấy là cái mà cần phải làm rõ nữa thôi. Vâng. Còn về mặt gọi là đầu tư thì doanh nghiệp chúng tôi, những doanh nghiệp nào đã qua được những cái giai đoạn gọi là doanh nghiệp vừa ấy, bắt đầu chuyển mình sang doanh nghiệp lớn, thì lúc đó chúng tôi cũng phải đầu tư tính cả hai khía cạnh. Một là hiệu quả kinh tế cho mô hình kinh doanh. Hai là cái mô hình kinh doanh đó nó phải giải quyết được một vấn đề của xã hội thì nó mới có giá trị và nó bền vững được theo thời gian.
Vâng. Thì cái này cũng như vậy thôi. Vâng, thưa các khách mời, như tôi giới thiệu từ ban đầu, đó là cái thông tin mới nhất là Bộ Giao thông Vận tải đã mời các chuyên gia đến để lấy ý kiến về báo cáo cuối kỳ. Trong đó tôi biết là ngày hôm nay có hai khách mời ngồi đây đã tham gia buổi lấy ý kiến đó, và chúng tôi cũng đã trích ý kiến của một số khách mời trong các số trước. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất là mong trực tiếp là được nhận những cái ý kiến đánh giá cũng như những trao đổi của các khách mời liên quan tới phương án về cái hiệu quả hoàn vốn của dự án, một cái điểm mà rất là nhiều người quan tâm từ dự án này, ngoài cái con số là 58,7 tỷ đô la, là một con số mà rất là đáng chú ý. Thì chắc là tôi xin mời ý kiến của ông Kiên ạ. Ông đánh giá thế nào về cái hiệu quả hoàn vốn của dự án ạ? Trước hết thì có lẽ là chúng ta cũng phải trao đổi lại với nhau một tí. Có lẽ cái cách đặt vấn đề và cách nhìn nhận vấn đề của chúng ta, cái xuất phát điểm của chúng ta là nó sai. Chúng ta quen nhìn một cái dự án của cả một đất nước, nó là một cái công trình vĩ đại, nó sẽ góp phần thay đổi hẳn cái bộ mặt giao thông vận tải và khoa học công nghệ của đất nước. Nó có tác động lan tỏa lần một đến cái giá trị xây lắp. Nó có tác động đến vòng 2 là nó làm thay đổi cái cơ cấu vận tải của đất nước. Và nó tác động vòng 3 là mới đến cái phần hiệu quả kinh tế của từng người dân và của các cái doanh nghiệp tham gia trong cái quá trình mà dự án xây dựng và vận hành. Nó còn liên quan cả đến vấn đề giáo dục, vấn đề đào tạo, vấn đề khoa học công nghệ và vấn đề công nghiệp đi kèm theo cái chương trình. Tôi thì thích gọi nó là chương trình đường sắt quốc gia hơn là một cái dự án, bởi vì chúng ta nếu nói đến dự án thì chúng ta sẽ dễ để cho dư luận xã hội nhận nhầm đây là một cái dự án đầu tư và sẽ có A phẩy, B phẩy, rồi là thầu chính, thầu phụ ở trong cái đoạn này, và nó sẽ đi theo cái vết xe cũ là có những cái khuyết điểm ở trong đấy. Và chúng ta quen nhìn một vấn đề là nó là chỉ có mặt tiêu cực mà không nhìn thấy cái mặt tích cực trong những cái chương trình trọng điểm quốc gia mà chúng ta đang tập trung vào làm. Vâng, tức là ý ông kia nói là đừng coi cái đường sắt tốc độ cao này là một dự án mà phải coi nó như là cả một chương trình, và không chỉ nhìn vào cái hiệu quả hoàn vốn là con số, số tiền đúng không? Mà phải nhìn vào những giá trị khác ấy ạ. Ở đây chúng ta nói là hoàn vốn thì chúng tôi cũng phải nói ngay là chương trình đường sắt, cái chương trình đầu tư của cái dự án đường sắt này, nó không phải là một cái chương trình mà chúng ta tính toán theo các cái phép tính về chỉ số nội hoàn, về chỉ số kinh tế để mà chúng ta tính ra được. Nó giống như là xây dựng một cái nhà máy thì là bao nhiêu năm thì là hoàn vốn, rồi xây dựng một cái cầu, cái đường thì bao nhiêu năm thì thu phí xong. Đây, nó là một cái dự án và chúng ta phải nhìn nó ở, sở dĩ tôi nói thế bởi chúng ta nhìn này, ở hàng ngày chúng ta cắm cái ổ điện 220V vào trong ấy, nếu mà nó còn lỏng như thế này là tia lửa điện nó đánh ngay. Thế thì bây giờ với cái tốc độ tàu chạy từ 160 km đến 250 km một giờ, việc truyền tải điện từ các dây điện xuống đến đầu máy, nó có phải là một ngành khoa học không? Nó là một ngành khoa học. Hiện nay chúng ta đang sử dụng ray là 12m5. Thế bây giờ nếu sử dụng như thế này là chúng ta không có mối nối, không có lập lách. Thế thì vấn đề như thế thì ứng suất nhiệt, ứng suất hàn và diễn biến nhiệt ở trên cái thanh ray đấy nó như thế nào? Nó là một ngành khoa học. Và chúng ta phải nói với nhau một cách rất thẳng thắn là ngay cả cơ sở mà hai giáo sư ở đây đang công tác là Trường Đại học Giao thông Vận tải dạy về những kỹ thuật cao như thế cũng rất là hạn hẹp, chứ không phải là nó là một môn học và một ngành học phổ biến. Vì thế cho nên là nếu chúng ta nói ngay đến đấy thì với tư cách là một người làm kinh tế vĩ mô, tôi thấy đặt vấn đề như thế là không chuẩn xác. Vâng. Thế nếu chọn giữa việc là đây là một cái công trình mà cần thiết, chưa cần thiết, cần thiết và cấp bách thì ông Kiên sẽ chọn là gì ạ? Tôi chọn là cấp bách. Cấp bách. Vâng. Là cấp bách mức độ cao không? Nhất. Vâng. Hai khách mời còn lại thế nào? Tôi thì cũng nhất trí cái quan điểm. Thực ra là tôi thì cũng muốn có một cái suy nghĩ cách đặt vấn đề như thế nào để xã hội người ta không hiểu lầm. Hôm nay thì
nghe ý kiến của anh Kiên thì tôi thấy trong rằng là hoàn toàn đúng. Còn ở đây nếu mà chúng ta lúc nào chỉ có mỗi cái là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, thế là người ta coi dự án là phải hiệu quả, phải thế này thế kia, mà đặt cái hiệu quả nó lên nó quá mức. Bởi vì kể cả thí dụ chúng ta có coi như hiện nay là một cái dự án, thì tôi cho rằng là chúng ta cái phần định lượng được là tính toán hiệu quả kinh tế thì là như thế. Nhưng cái phần mà hiệu quả xã hội rồi cái phần cần thiết để nó phát triển kinh tế của đất nước thì không được. Hiện nay chúng ta cứ cho những cái việc mà tôi cho là thế này. Thí dụ chúng ta gọi là chỉ phát triển hài hòa không đúng, bền vững cũng còn chưa mở. Mà tôi nghĩ là đây nó phát triển được sắt tốc độ cao này, đây nó là giải tỏa áp lực cho cái đường bộ. Bây giờ với cái tai nạn giao thông như thế này, với cái phát triển sau này nó phát triển lên, nếu không có đường sắt, một quốc gia, nước nào phát triển, không có nước nào là không có đường sắt cả. Cho nên là tôi cho rằng là hôm nay tôi rất là tán thành với cái quan điểm. Cái nhìn nhận lại, đây là một chương trình thì nó lớn hơn một cái dự án. Mà cái dự án thì người ta đặt ra là phải hiệu quả trước mắt. Cho nên là người ta cứ như bỏ nghe cái số tiền xong rồi người ta bảo hoàn vốn thì nó khó với không thu hút được vốn. Nhưng mà nếu mà chương trình thì chúng ta thấy là, và tôi đây cũng báo cáo anh Kiên với Phó Giáo sư Quân là 8 năm nay chúng ta đã bỏ phí một cái thời gian. Nếu như năm 2010 chúng ta đã thông qua được thì bây giờ chúng ta đã bắt đầu bước vào triển khai. Còn nếu mà chúng ta lại bắt đầu đây là một cái kỳ vọng rồi mà chúng ta lại bàn lại những cái chuyện như thế thì sau này rất là khó khăn. Tôi cho như thế. Thế còn ở đây thì chúng ta không thể tính như một cái dự án nhỏ như dự án nhà máy, như các ta tính là nó hoàn vốn bao nhiêu, đầu ra bao nhiêu rồi các thứ thì tôi cho là tức là những tính toán hoàn vốn nằm trong cái báo cáo nghiên cứu tiền khả thi mà báo cáo không trong báo cáo tiền khả thi báo cáo cuối kỳ này thì thực ra người ta những cái dự án lớn này người ta không tính hoàn vốn mà người ta chỉ tính là tỷ lệ nội hoàn và các cái chỉ tiêu tài chính thì người ta khẳng định là nó nhạy hay là không nhạy để có thể triển khai hay không triển khai thôi chứ còn tính hoàn vốn không tính được. Như vậy là ông Phong cũng cho là cấp bách phải làm và lẽ ra còn phải làm từ rất lâu rồi đúng không? Vâng. Vâng. Ông Quân thì sao? Trước tiên thì tôi hoàn toàn ủng hộ và đồng ý ý kiến của giáo sư Phong và anh Kiên. Bởi vì chúng ta cứ theo cái form làm dự án là đánh giá hiệu quả kinh tế. Rồi. Nhưng quên mất ngành đường sắt là một cái ngành mà vận tải khối lớn và mang tính công ích xã hội rất lớn. Thế nên là bên cạnh cái đánh giá về hiệu quả kinh tế thì chúng ta phải đánh giá về hiệu quả tác động xã hội và hiệu quả gồm có an toàn, gồm có môi trường, đánh giá tác động thay đổi về văn hóa đi lại. Đánh giá về cả cái tác động và thay đổi công nghệ, xin báo cáo chị là công nghệ là gồm có 4 thành phần: yếu tố con người, yếu tố trang thiết bị kỹ thuật, yếu tố tổ chức và yếu tố về thông tin. Rõ ràng khi chúng ta đưa một cái công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ đường sắt tốc độ cao về thì con người phải thay đổi. Tổ chức chúng ta có rất nhiều những cái về tranh luận về tổ chức đường sắt hiện nay thế nào. Mô hình thay đổi liên tục, vòng đời của mô hình có 3 năm. Bởi vì chúng ta chưa hoàn thiện. Nhưng nếu có một cái mô hình về tổ chức đường sắt tốc độ cao thì đương nhiên sẽ hoàn thiện. Chúng ta quá mải mê đánh giá về cái hiệu quả về tài chính. Thứ hai tôi cho rằng cái này, đánh giá hiệu quả tài chính của cái dự án này là rất khó. Lý do là cái này nó mang tính là hấp dẫn. Ở Hàn Quốc là cái đường sắt tốc độ cao KTX sau khi thành công từ Seoul đi Busan và Dongguan thì làm tăng cái hệ số đi lại lên 20-30%, tức là làm cái nhu cầu tăng lên. Thứ hai là hiện nay tôi nói cụ thể về cái khu đoạn là Sài Gòn Nha Trang. Xin báo cáo là Sài Gòn Nha Trang bây giờ là mỗi ngày đường sắt chạy một đoàn tàu 346 chỗ, hệ số phủ đầy là từ 85-90. Còn tàu thống nhất thì vào những mùa cao điểm Tết nhất thì chỉ 10 phương án có 10 vé thôi, trong khi mà lại chạy buổi tối. Trong khi hàng không thì tôi có lược qua 13 chuyến của Vietjet Air, 20 chuyến của Vietnam Airlines và 6 chuyến của Pacific. Như vậy là họ chạy đến gần 30 chuyến, 29 chuyến với một cái máy bay như của Vietjet Air là 93 chỗ. Thế rõ ràng khi đường sắt tốc độ cao mà hoàn thành thì chúng ta chạy vào ban ngày với quãng thời gian ngắn dưới 2 tiếng rưỡi và như TGV Pháp hay là như Hàn Quốc Hồ Chí Minh là trong khoảng cách dưới 800m và thời gian chạy từ dưới 2 tiếng rưỡi 3 tiếng thì lấy được khoảng độ 70% thị phần.
Như vậy thì tất cả những đó nó phải tính vào cái yếu tố đầu ra rồi thu hồi vốn của mình. Và cái đó để dự báo cho 30, 40 năm nữa thì rất khó. Thế nên là theo tôi thì nên nhìn cái này giống như tiến sĩ Kiên và Dương Phong có nói, là mình nhìn rộng cho tác động cho xã hội. Và những cái chẳng hạn bây giờ ở đâu vào, thì nếu như khi đường sắt tốc độ cao đã hoạt động có hiệu quả thì đương nhiên các nhà đầu tư người ta sẽ sẵn lòng người ta vào. Tôi nói ví dụ công ty du lịch lữ hành người ta sẽ sẵn sàng người ta đấy ngay, bởi vì là chạy thời gian nhanh, đi ban ngày, tần suất lớn, như ở Moscow, Saint Petersburg là 15 chuyến một ngày và đi toàn ban ngày, khách hàng được chủ động cái thời gian của mình, chủ động cái thời gian lựa chọn, thì các công ty lữ hành sẽ đóng góp như hiện nay họ đóng góp cho đường sắt truyền thống của chúng ta. Như vậy là ông, chắc là ông Quân cũng đồng tình là cũng là cấp bách đúng không? Dạ vâng. Tức là ngày hôm nay nói chung là bà khách mời thì đều đồng tình với nhau. Dạ vâng, tức là ở cái phương án mà như anh kia nói là ở phương án cao nhất, là mức độ, mức cao nhất, còn dùng cái từ như thế nào thì... Và tôi cũng đồng ý là chúng ta càng để lâu thì càng lỡ cơ hội, bởi vì cái vòng đời của một cái sản phẩm công nghệ càng ngày càng ngắn lại. Vừa rồi thì khán giả cũng như rất nhiều chuyên gia quan tâm tới con số là cái vốn cần phải huy động cho dự án là 58,7 tỷ, và chắc là ông Phong cũng đã tham gia một số đối thoại và cũng biết là có rất là nhiều những cái luồng ý kiến trái chiều khác nhau, nhưng mà thông qua cái báo cáo vừa rồi của Bộ Giao thông Vận tải thì rõ ràng là cái con số đó đã được phân tích rất là kỹ, là một cái con số đầu tư chúng ta phân kỳ thì chúng ta chia ra như thế nào đấy so sánh GDP đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì ông Phong với các khách mời có thể cung cấp thêm thông tin cho khán giả liên quan đến câu chuyện là vốn không ạ? Cái này thì thực ra là một số hiểu chưa đúng. Tức là 58,7 tỷ, tức là có người so với GDP của nước là chiếm hơn nửa đấy, cái năm trước ấy. Nhưng mà thực ra không phải đâu. Bây giờ mình phân kỳ ra, phân kỳ kỳ đầu tiên có 24 tỷ, mà 24 tỷ từ 2020 cho đến 2030, tức là 10 năm mà 24 tỷ. Tức là tôi xem là cái tính cái tỉ mỉ của tư vấn, họ tính là những năm đầu có hơn 2 tỷ, sau đó dần dần nó tăng lên 3 tỷ và giai phân kỳ 2 thì cũng như thế. Thì mình phải hiểu như thế. Chứ mình hiểu 58 tỷ là chiếm hơn một nửa GDP của đất nước, nó làm cho người ta hiểu cái này người ta nó khác đi. Cho nên tôi cho rằng là như thế. Thế còn ở đây khi mà giải ngân thì thực ra là 24 tỷ ở cái ấy nó còn tùy thuộc. Như hôm trước thì tôi nói là này bản thân ấy, cái chuyện là vốn đấy nó huy động được hay không, hiện nay người ta lo ngại, bởi vì như vậy là 80% là vốn nhà nước, còn lại là 20% tư vấn là PPP. Thì thực ra là hiện nay là như Trung Quốc ấy, đấy có cái một số ý kiến ví dụ cho rằng là so sánh với suất đầu tư của Trung Quốc của nên là không so sánh được. Trung Quốc cái luật đất đai Trung Quốc là đất là của nhà nước, không có đền bù, không có gì, cho nên nó mới rẻ. Của Ấn Độ thì thêm ODA thì ODA của ta này như thế, còn lại PPP. Cho nên tôi cho rằng là cái này cái quan trọng là đối với cái dự án này, đúng tổng cái mức vốn của cả cái dự án, mà sau này tôi đề nghị là chúng ta nên gọi một cái chương trình đầu tư cho đường sắt thì nó sẽ khác đi. Và tôi cho rằng là thế này, cái chuyện là huy động vốn ở đây thì đối với cái chương trình này thành công hay thành công thì giải quyết được hai cái. Cái thứ nhất tức là nó có tác động đến đầu tư công của đất nước hay không. Đấy, cái này thì tư vấn đã chứng minh rồi, không ấy. Cái thứ hai là có huy động được vốn hay không. Thì huy động được vốn ở đây bây giờ ta cứ lo vào cái PPP hiện nay là người ta bảo dài, người ta bảo thế này. Tôi cho rằng là nếu người ta nhìn thấy tốt thì người ta vẫn đầu tư. Và ở đây tất nhiên là, tuy nhiên là vừa rồi chúng ta cũng có cái đầu tư PPP một số các cái hạng mục, nhưng mà thực ra là nó cũng có những cái chưa chuẩn. Thế bây giờ mình gọi điều chỉnh hay là chỉnh sửa lại các cái luật thì nó sẽ thu hút được cái hài hòa giữa nhà đầu tư, giữa nhà nước, giữa xã hội thì là chắc chắn là thu hút được. Về góc độ khoa học kinh tế thì chắc là giáo sư Phong với phó giáo sư Quân thì là sẽ hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Là một người làm công tác quản lý thì tôi chỉ đưa thêm hai cái ví dụ thực tế đã diễn ra trên đất nước ta để minh họa cho cái
cái lập luận khoa học của giáo sư Phong. Chúng tôi cũng đã 20 năm hơn đất nước rất chăn trở cái ngành công nghiệp ô tô. Cơ chế chính sách nhà nước mở ra tối đa để kêu gọi các nhà đầu tư. Và chúng ta hình thành ra được 13 cái liên doanh với các cái hãng xe hàng đầu trên thế giới. Nhưng vẫn là lắp ráp CKD rồi ở đất nước ta. Chúng ta chưa có một cái ngành công nghiệp ô tô. Nhưng một doanh nghiệp như Vingroup chỉ trong vòng 2 năm họ đầu tư một khối lượng tới 4 tỷ đô để họ mua giấy phép sản xuất động cơ của BMW, họ mua thiết kế của hãng thiết kế hàng đầu của Ý, họ hình thành ra một cái xe VinFast. Và 8 tháng kể từ khi họ được nhà nước đồng ý cho chủ trương thì họ đã xây xong nhà máy. Và 1 năm kể từ lúc đấy là họ đã có thiết kế, và sau 2 năm là họ đã có xe mẫu để chào với 4 tỷ đô. Như vậy tức là nếu chúng ta có cơ chế chính sách thì sẵn sàng có những nhà đầu tư người ta đầu tư với một cái mức độ vượt hẳn cái nếp nghĩ của đầu tư công của chúng ta hiện nay, là chúng ta cứ đi liên doanh rồi đi cái thế này thế kia. Nhưng đây họ mua hẳn dây chuyền về họ làm, là họ hơn hẳn chúng ta. Và chúng ta phải nói này, công suất của nhà máy VinFast khi chạy hết công suất là 500.000 xe một năm. Trong lúc đó chúng ta đang bán ở Việt Nam một năm bình quân chúng ta tiêu thụ từ 132 đến 160.000 xe. Như vậy tức là công suất đã gấp 3 lần cái lượng tiêu thụ thị trường. Tại sao người ta vẫn làm? Thế lúc đấy các cái chuyên gia mà về lĩnh vực đấy sao không đứng lên phản đối Vingroup là ông làm thế thì ông lỗ đi. Đấy là một cái ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai về ảnh hưởng đến đầu tư công, ảnh hưởng đến trần nợ công của đất nước. Nhà nước không làm thì nền kinh tế cũng đẩy cái nợ đấy trở thành là nợ công. Một ví dụ, khi chúng ta thực hiện chủ trương cổ phần hóa và thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước, chúng ta bán vốn cuối năm 2017, chúng ta bán vốn ở Sabico, tổng ty rượu bia nước giải khát Sài Gòn với giá gần 5 tỷ đô. VietBev là một doanh nghiệp do Thái Lan thành lập ở Hà Nội để đứng ra mua cái đấy. Nợ của doanh nghiệp đấy là vay trong vòng 2 năm 5 tỷ đô ở các ngân hàng nước ngoài để trả mua cái tiền đấy. Và như vậy tự động là các tổ chức tài chính thế giới cộng luôn cái đấy vào là nợ của doanh nghiệp Việt Nam. Và cuối cùng là trong năm 2018 này, chúng ta tự nhiên là cái nợ của chúng ta là có thêm 5 tỷ đô. Bởi vì là đấy là quy định của người ta tính như thế. Thế nếu mà nhà nước không chủ động làm thì thị trường người ta cũng làm. Và lúc ấy thì chúng ta hết nói là nó ảnh hưởng đến nợ công hay không ảnh hưởng đến nợ công. Thị trường nó quyết định. Và như vậy nó mới minh chứng cho một cái ví dụ là chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tức là có những cái chúng ta để cho thị trường làm, có những cái chúng ta phải làm, tức là nhà nước phải làm, thì nó mới được. Như vậy chúng ta phải làm đi đúng không? Không phải lăn tăn chần chừ về nợ công hay là về vấn đề không lo ngại thu hút được tư nhân đúng không? Ông có thế nào? Vâng, tôi chỉ bổ sung thêm ý, tức là bổ sung ý thì của giáo sư Phong thôi. Đường sắt là một cái ngành là đồng bộ. Không có chuyện là anh làm đoạn này không làm đoạn kia, không có chuyện là anh làm đường mà không làm toa xe, phải đồng bộ với nhau như chúng ta thấy là ghép nối tiếp. Thế nên là cái chương trình ta tạm gọi cái chương trình đường sắt đó, anh phải hoạch định từ điểm đầu cho điểm đầu cuối. Để còn dành quỹ đất để mà còn dành các giai đoạn để mà anh phát triển đầu tư. Thế nên là đầu tư theo giai đoạn đấy là có hai nghĩa, một là đầu tư giai đoạn theo cái chặng Hà Nội Sài Gòn Sài Gòn Nha Trang, Hà Nội Vinh, và thứ hai là quy mô. Tôi nói ví dụ là một tuyến đường sắt thì bao giờ phải thiết kế cho hơn 100 năm, 100-200 năm, nhưng không có nghĩa là năm đầu tiên anh đầu tư số lượng toa xe, số lượng đường ga là đủ số ngay. Lượng đối, cho đủ ngay 100 năm, mà anh có đầu tư
theo từng bậc. Và rõ ràng như vậy thì cái vốn đầu tư ban đầu nó sẽ giảm đi. Mà chị biết rồi là vốn đầu tư ban đầu giảm thì tức là cái cộng rồi về sau nó chưa chắc nó đã cao. Thứ hai là tôi cũng hoàn toàn đồng ý như giáo sư Phong, tiến sĩ Kiên nói rồi, tôi chỉ ví dụ thêm thôi. Là muốn hấp dẫn nhà đầu tư thì một là anh phải có hệ thống văn bản pháp luật hoàn chỉnh để làm biết lòng nhà đầu tư, đặc biệt với một cái ngành mà đòi hỏi đầu tư lớn thời gian dài như đường sắt. Ở Đài Loan là họ đầu tư PP 100% nhưng mà khai thác trong quyền 35 năm. Thứ hai là mình phải chỉ cho họ những cái có lợi. Thế thì rõ ràng là nhà nước nhận ra cái phần khó khăn nhất là phần đầu tư kết cấu hạ tầng. Cái phần khó khăn nhất, phần đảm bảo an toàn, để đảm bảo an toàn tiêu chuẩn thuật. Còn cái phần mà ta tạm gọi là dễ dàng nhất là cái phần đầu tư phương tiện. Và đường sắt truyền thống bây giờ là rất nhiều công ty người ta đầu tư phương tiện để khai thác kinh doanh trên cái hạ tầng đường sắt cung cấp. Rồi thì bây giờ một cái nhà ga thì anh có thể làm một trụ sở thương mại, ví dụ ở Nhật họ có đến 30% cái tiền thu từ doanh thu của cái công ty đường sắt đấy. Công ty đường sắt từ những cái dịch vụ. Hay là bây giờ một cái vé bán thì anh có thể hỗ trợ các công ty đầu tư ngoài, có thể hỗ trợ tiền nước uống, tiền bữa ăn. Và như vậy là cái chi phí đầu tư nó sẽ giảm. Và tôi chỉ xin có ý kiến thôi. Còn bản thân như nước Nhật giàu có như vậy, nhưng khi họ làm đường sắt Shinkansen, họ vẫn phải vay ngân hàng thế giới 10% cơ mà. Chứ có phải là họ không vay đâu. Về vấn đề tài chính, chúng ta cũng cần cân nhắc về cái vấn đề về vốn đi vay. Hiện nay chúng ta đang cái nợ, nếu chúng ta vay 100% vốn, lấy ví dụ như vậy thì chúng ta cứ làm tăng cái khoản đi vay cho chính phủ lên tới 1,5 lần nợ công của chúng ta hiện nay. Nếu chúng ta tính bằng là đi vay và trả và lãi suất thì cái tiền đề nghị cũng phải làm rất rõ là cái tiền lãi suất vay này hàng năm chúng ta chi trả là bao nhiêu tiền. Theo kinh nghiệm của các cái nước mà đã có đường sắt cao tốc thì không phải nước nào cũng có vận hành thành công cái hệ thống này. Ví dụ như là cái trường hợp của Tây Ban Nha là cái nước mà có cái số km đường sắt cao tốc là xếp thứ tư trên thế giới, thì Tây Ban Nha đã đầu tư khoảng tầm hơn 40 tỷ euro vào cái hệ thống đường sắt cao tốc này, và ngay cả cái tuyến mà gọi là đông hành khách nhất nối giữa Madrid và Barcelona thì cũng là cái tuyến mà chính phủ phải trợ giá. Và thứ hai là không phải nước phát triển nào thì họ cũng đã xây dựng cái hệ thống đường sắt cao tốc này. GDP của chúng ta đang tăng trưởng rất là nhiều. Thế thì trong những năm tới thì chúng ta có thể trích một phần nhỏ, chẳng hạn như là 0,7 trong 10 năm đầu GDP thì nó có thể là. Và cái thứ hai nữa là sử dụng xã hội hóa nguồn vốn để cho các cái, đặc biệt là các cái nhà đầu tư tư nhân. Làm sao chứng minh được tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế? Cái này chúng tôi thấy chưa có được cái tiêu chí là giảm chi phí logistics, chưa có được mục tiêu là tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Thì đây là cũng có nêu, nhưng mà đấy là giảm thời gian đi lại. Thì giảm thời gian đi lại theo cái phương pháp mới, người ta không tính theo tốc độ lớn này, là tính theo tốc độ ổn định, có nghĩa là từ lúc xuất phát cho đến lúc kết thúc. Thì giả sử như cái ga ngoài cồi, để giả sử như thế, thì bây giờ mình ở trung tâm mình ra ga ngoài cồi rồi, thì anh phải mất bao nhiêu thời gian? Có lẽ thời gian này đôi lúc là khoảng một nửa thời gian so với đi bình thường. Như thế là chúng ta phải tính đúng tính đủ, phải đưa vào cái bối cảnh ở đây là đến năm 2030 thì cái phát triển giao thông công cộng ở trong nội đô là như thế nào. Và tôi cũng không thật là đồng tình là cho trẻ chút một cái đoạn 14 km từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi là trẻ chút về đường sắt đô thị. Tôi cho rằng chúng ta đã đầu tư rồi, ngay từ đầu là phải mạch lạc luôn, chứ xong rồi bây giờ tàu đường sắt đô thị nó tăng tần suất lên cái là mình là giảm lại. Không vào ga Hà Nội mà rồi đấy là chúng tôi cho rằng là cũng không ý là không thuyết phục lắm. Liên danh tư vấn thì đưa ra kịch bản như vẫn từng được biết đến, đó là trên cơ sở sức chịu của nền tài chính quốc gia chia dự án thành nhiều phân đoạn ngắn, ta gọi đó là phân kỳ đầu tư theo cách cắt ngang. Thì xin đưa ra một phương án phân kỳ đầu tư hoàn toàn khác,
dễ dàng nhận ra một dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao được cấu thành bởi 3 hạng mục lớn. Thứ nhất là xây dựng hạ tầng. Thứ hai, thực hiện việc điện khí hóa lắp đặt hệ thống thông tin tín hiệu. Thứ ba, đầu tư phương tiện và thiết lập các cơ sở công nghiệp phối thuộc để đi vào khai thác vận hành. Qua đó ta thấy sự phân kỳ đầu tư dự án hoàn toàn có thể được phân định theo cách làm dứt điểm từng hạng mục nói trên, và chúng tôi gọi là phân kỳ đầu tư theo cách bổ dọc. Cái kia là cắt ngang và cái này là bổ dọc. Đương nhiên, hạng mục đầu tư xây dựng hạ tầng phải được ưu tiên thực hiện trước, làm cơ sở cho việc tiến hành các hạng mục tiếp theo. Trong khi đó, cái phần xây dựng hạ tầng thì dù là báo cáo trước kia hay là báo cáo sau này đưa ra đều là một cái con số thấp hơn 24 tỷ đô la. Cái điều đó nó nói lên là về phương diện tài chính, ngay trong giai đoạn 1 chúng ta đã hoàn toàn có đủ điều kiện để xây dựng hoàn chỉnh cái hạ tầng cho đường sắt tốc độ cao theo đủ các tiêu chí và các cái tiêu chuẩn kỹ thuật từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với một cái dự án rất dài nhưng khoảng vài chục năm như thế này, do đó là phải là theo hình thức là đối tác công tư mà cái hợp đồng thích hợp. Ở đây cụ thể có lẽ là phương thức là nhà nước đầu tư và nhượng quyền khai thác lâu dài của các hạ tầng đó, và có sự tham gia của nhà nước không phải chỉ đầu tư giai đoạn đầu của hạ tầng mà lại có cả phần là có thể là phải tham gia cả giai đoạn khai thác ban đầu. Khi mà những dòng tiền ban đầu ấy, thì là chưa thể là thu hút được thu hồi lại được vốn ngay, thì phải có hỗ trợ nhà nước như là hỗ trợ về duy tu bảo dưỡng, hỗ trợ này khác để cho người ta hoạt động. Đến năm nhất định nào đó qua theo dõi thì dòng tiền nó nổi lên rồi thì bắt đầu lúc ấy là nhà đầu tư lại phải trả lại cho nhà nước phần thuê hạ tầng. Cái cơ chế này là nó rất là rõ ràng trong quá trình đầu tư khai thác lâu dài. Như vậy thì với những cái nội dung mà tư vấn đưa ra trong cái bản báo cáo này liên quan đến con số về vốn, liên quan đến vấn đề về hoàn vốn hay rất nhiều thứ khác ấy, thì là các khách mời ở đây đều đã cầm cái bản này rồi đúng không ạ? Thì các khách mời đánh giá là chúng ta còn cần phải bổ sung gì, chúng ta cần phải tư vấn thêm gì nữa để hoàn thiện hơn báo cáo này và thậm chí có thể để trình Quốc hội và nhanh chóng là được phê duyệt và thông qua. Chắc chắn là ba khách mời đã đều đã có cái bản báo cáo này đúng không? Thì ông Kiên đi, ông Kiên sau khi mà đã nhận bản này, ông Kiên có đóng góp trong cái buổi lấy ý kiến đúng không ạ? Ông Kiên nghĩ là báo Liên Xanh sẽ phải tư vấn, sẽ phải bổ sung cái gì nữa? Ở đây thì chúng ta phải nói như này, với góc độ là người làm tư vấn, làm một cái pre-FS thì tôi đánh giá cao cái bản báo cáo của tư vấn cuối kỳ lần này so với cách đây 8 năm, năm 2010 khi trao đổi cũng về cái tuyến đường sắt này, thì cái báo cáo này đã giải quyết được rất nhiều vấn đề mà các đại biểu Quốc hội và dư luận xã hội cách đây 8 năm đặt ra. Nếu để triển khai một dự án với tư cách là tôi là chủ nhiệm dự án hay tôi là chủ đầu tư thì có thể đi tiếp một bước nữa với cái báo cáo cuối kỳ này là hoàn toàn có thể làm được. Nhưng với góc độ là người làm chính sách vĩ mô thì như ban nãy chúng tôi cũng thống nhất với nhau và Phó Giáo sư Lê Quân cũng vừa mới nói nhắc lại là không gọi nó là dự án mà gọi nó là một chương trình, thì tôi thấy thiếu hẳn những cái vế để mà phục vụ mà kết nối thực hiện cái dự án này. Thì tôi cũng lại vì hôm nay ở đây ngồi đây thì tôi là người làm lý thuyết là yếu nhất so với hai anh giáo sư đây, cho nên tôi lại cứ từ cái mạnh của mình là thực tế tôi lại đưa ra để chúng ta trao đổi. Tức là khi chúng tôi tham gia xây dựng cái luật về năng lượng nguyên tử đấy, và để tư vấn cho các cấp là duyệt xây dựng cái nhà máy nhiệt điện nguyên tử ở Ninh Thuận, thì chúng tôi không chỉ có tính là cái lò phản ứng, không chỉ tính là cái boiler, không chỉ tính là cái tuabin, mà chúng tôi tính là đầu tư thêm cái trung tâm nghiên cứu năng lượng hạt nhân ở trên Đà Lạt, cải tạo lại toàn bộ, mua lại một lò mới. Để làm gì? Để mà có một đội ngũ các nhà khoa học làm nghiên cứu về hạt nhân và hạt nhân ứng dụng đấy, để phục vụ cho nhà máy nhiệt điện. Sau đó chúng tôi yêu cầu là chính phủ phải có một chương trình 10 năm đào tạo nguồn nhân lực để vận hành cái nhà máy đấy. Tức là một cháu mà muốn đi học được đấy
thì ít nhất là nó phải 6 năm, là 1 năm học tiếng, 5 năm học kỹ thuật thì mới ra được cái bằng kỹ sư. Và nó ít nhất nó phải đi làm ở cái nhà máy điện nguyên tử khoảng 3 năm đến 5 năm thì nó mới có kinh nghiệm để về nó vận hành cái nhà máy điện nguyên tử của chúng ta ở Ninh Thuận. Thì như vậy là chúng tôi để đi ra được cái quyết định là vay 8 tỷ đô la đầu tư cho cái ngành nhiệt điện đấy, thì nó bao gồm cả những cái động tác đấy, bao gồm cả những cái kế hoạch đấy. Thì từ cái kinh nghiệm đấy, mà mặc dù là chúng tôi sau đấy chúng tôi lại tham mưu lại là sau cái sự cố của nhà máy điện Fukuoka ở Nhật Bản, thì chúng tôi cũng lại tham mưu là tạm thời là chưa triển khai một được, bởi vì chúng ta đợi cái thiết kế an toàn cấp cao hơn nữa của cái lò. Thế thì bây giờ tôi mới lại quay trở lại cái này. Thì với tư cách là một người làm tham mưu và làm chính sách vĩ mô, thì tôi cũng phải nghĩ rằng là chính phủ nếu muốn được Quốc hội thông qua cái chương trình này và để triển khai đầu tư từ năm 2020, thì chính phủ cũng phải có một cái chương trình rất là cụ thể, là như vậy thì công nghiệp thép của chúng ta phải sản xuất như thế nào để mà có thép làm ray. Vì thép làm ray là yêu cầu một chất lượng rất cao. Để thép làm toa xe, đấy, đầu máy thì có thể là chúng ta chưa làm được, chúng ta đi mua. Thế nhưng mà làm toa xe, và đặc biệt là khi tham gia vào cái góp ý cái này, thì chúng tôi có làm việc với các cái doanh nghiệp mà tự động hóa và điều khiển của Việt Nam, ví dụ như là FPT chẳng hạn, để chúng tôi đặt vấn đề đấy. Bây giờ là điều khiển của họ là không phải là đóng đường tự động bằng mạch điện đường ray nữa, mà họ đóng đường bằng tự động bằng vô tuyến điện. Thế thì FPT Viettel có thể làm được không? Thì đồng chí tổng giám đốc mới của Viettel đã nói với tôi là: anh cứ yên tâm, radar chúng tôi còn làm được, bộ phận điều khiển tên lửa chúng tôi còn làm được, cách xa 80 km chúng tôi còn làm được điều khiển, thì ở đây chỉ có 800 mét với cả một cây rưỡi thì chúng tôi thừa sức làm. Thế thì bọn tôi mới tính vào, nếu như thế thì lại phải đi mua license của cái hãng nào mà nó làm cái thiết bị tự động đấy về làm. Thì như vậy là chúng ta lại hình thành một ngành công nghiệp thép, một ngành công nghiệp cơ khí, rồi một ngành công nghiệp tự động hóa, rồi rất nhiều các cái ngành khác để phục vụ theo như thế. Thì nó phải làm như thế. Ông Phong thì sao? Tôi cho này, tôi nhìn cái báo cáo thì nó rất là, thực ra từ hôm họp ấy về cũng hơi lo là vì thế này, tôi chuyên sâu quá và nó nặng về các con số quá. Thế những người mà có quyền quyết định cái này thì người ta cũng hiểu cái con số ấy là như thế nào. Đây xin lỗi là cũng không phải hết, nhưng mà tức là nó đi về chuyên môn quá, cho nên là cái mà là làm ấy, cho nên là nếu mà chúng ta vẫn cứ quay lại, tôi vẫn quay lại đồng ý ý kiến của tiến sĩ Kiên với phó giáo sư Quân là cứ đặt dự án là người ta nhìn cái dự án, mà bản thân dự án như thế này là không ổn, người ta lại bảo là lấy tiền đâu rồi tất cả. Nếu mình chương trình thì lúc đó mình, mà ở đây tức là tất nhiên là Bộ Giao thông Vận tải hay là Chính phủ phải chuẩn bị cái phương án để chỉnh Quốc hội, thì cái chuyện này là phải trình bày, phải chuẩn bị hết các cái tình huống. Tuy nhiên là cứ đi nặng về cái sâu, về cái con số, mà cái con số đấy nó càng làm cho người ta lo ngại lên. Báo cáo đến chi kiên là như thế. Bây giờ tôi thấy 58 7 mấy tỷ, xong là hôm nào giáo sư Khuê còn nói là cứ cho 60 tỷ trượt giá với các thứ thành 1,5 lần là 90 tỷ, thế là thôi, tôi là chết rồi. Cho nên là tôi nghĩ rằng là bây giờ ấy, để trình được Quốc hội để cái, thì Bộ Giao thông Vận tải là cái cơ quan thay mặt Chính phủ phải nghĩ lại, nên bản lại, nên trình Quốc hội cái gì để Quốc hội cần để quyết, chứ không phải trình ra một cái báo cáo cuối kỳ này kỹ thuật quá, kỹ thuật quá, nó nặng về con số quá. Mà trong các đại biểu Quốc hội có nhiều người ta quan tâm, cũng có nhiều người ta không quan tâm. Đấy, cho nên là cái con số thì tôi cho nên là bây giờ để trình được thì tôi nghĩ là phải và trước mắt tôi nghĩ là cái quan trọng nhất là chỗ anh Kiên, là chỗ tham mưu cho nhà nước, cho Quốc hội phải làm cả cái chỗ đấy, hiểu
đây cũng may là có anh Kiên ở trong đấy, anh cũng hiểu về 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 các cái chương trình này. Đấy là chứ công còn, của thầy với cả thầy còn, Quân. Còn những người khác hay nói MC là chưa hiểu. Cho nên mọi người là như thế, cho nên cứ lẫn lộn báo cáo là hiện nay là lo ngại cái vấn đề, từng vấn đề rõ ràng rồi, sự cần thiết xong rồi, công nghệ xong rồi, cái này vấn đề xong rồi, đến vốn xong rồi, cứ vốn lại quay về có cần thiết hay không. Đấy. Có người lại bảo vốn thế này thì không cần thiết. Mà không cần thiết thì đời con, đời cháu là cứ suốt thế là Việt Nam mình cứ đi theo sau người ta. Đấy. Cái đấy là một. Cái thứ hai là tôi cũng cho rằng là phải làm rõ ra. Hiện nay cái cứ nói là an toàn giao thông, đường bộ rồi tất cả. Thế nhưng có đường sắt nó sẽ khác hẳn đấy. Có được cái nhìn nhận con người bây giờ xã hội văn minh thì nó khác đi, mình phải lo cho cái tính mạng của mình. Chứ không phải bây giờ đi cái gì được, miết là đi qua đi được thì tôi cho rằng độ an toàn của đường sắt là rất rất cao. Ôi tố an toàn của nó cao chứ có cao nhất. Trong các loại hình vận tải thì nó là cao nhất. Vừa rồi thì trong số trước thậm chí là tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa còn phải tính là nếu mà như thế nó sẽ giảm được bao nhiêu tai nạn, nó sẽ hạn chế được bao nhiêu tiền chúng ta phải bỏ ra để nuôi những người đấy. Sẽ gặp những vấn đề tai nạn như vậy đấy. Còn ông Quân thì cuối cùng ông đã xem cái bản báo cáo cuối kỳ chưa? Tôi thực ra thì cũng chưa được tiếp cận cái báo cáo cuối kỳ này, nhưng tôi có nghe thông tin qua thì tôi nói thật để tôi mong muốn là làm rõ thêm hai vấn đề. Đầu tiên là cái nhu cầu và cái nhu cầu theo giai đoạn. Bởi vì tất cả mọi cái nó xuất từ nhu cầu. Trên cái nhu cầu đó phải xây dựng trên cái cạnh tranh của mình, cứ đưa ra cạnh tranh chỉ riêng về giá so với vé máy bay là theo tôi là không đầy đủ. Chúng ta cứ cạnh tranh đưa ra các phương án vé bằng bao nhiêu phần trăm của máy bay, bao nhiêu phần trăm theo tôi là không đủ. Không đủ. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là anh chọn là hàng không nào. Rõ ràng là bây giờ là hàng không giá rẻ là chiếm, cho đến vừa rồi là Vietjet Air là chiếm 43% thị phần hàng không rồi. Hai nữa là cái vòng đời của sản phẩm, ở cái chu kỳ vào sản phẩm của mình với đường sắt là khác nhau. Lúc của người ta mới bắt đầu xuất hiện thì anh phải marketing giá vé anh phải vừa phải, trong khi của hàng không giá rẻ có khi đó lại ở giai đoạn phát triển rồi thì chúng ta làm sao cho anh được. Nhưng mà chúng ta phải nói cái nhu cầu, cái cạnh tranh chúng ta là gì. Như anh nói là thứ nhất là an toàn, thứ hai là tạo ra cái khả năng kết nối. Xin báo cáo là bây giờ bay bằng máy bay từ Sài Gòn ra Nha Trang thì sân bay Nha Trang cách trung tâm đến 40 cây số, trong khi sân bay ở trong si ga Nha Trang nằm ở đấy. Thời gian di chuyển của chuyến đi chứ không phải thời gian lữ hành. Rồi cái độ tin cậy. Hàng không thì chúng ta có delay rồi. Nhưng người Nhật đã tính bình quân là một chuyến tàu Shinkansen chỉ chậm 36 giây. Chậm 36 giây một chuyến tàu. Cái độ tin cậy nó sẽ là một những yếu tố quyết định về cạnh tranh. Rồi cái khả năng về thoải mái, khả năng thưởng ngoạn. Có rất nhiều cái mà trong báo cáo thì lại chưa đề cập đấy. Cứ chỉ chủ yếu là đề cập đến cái giá vé, cái phương án giá vé. Nhưng mà cái chính sách giá vé là thực ra là phục vụ cho cái chính sách marketing. Marketing lại phụ thuộc vào cái chu kỳ sống của sản phẩm. Ở đây thì tôi muốn bổ sung thêm ấy. Tức là Phó Giáo sư Quân thì nói rất rõ về cái chuyện là tính cái hiệu quả khi mà anh phương pháp để anh tính giá vé rồi tính các cái hiệu quả đấy. Thì tôi lại kể lại một cái câu chuyện là những cái năm thập kỷ 90, cuối 80, đầu 90 của thế kỷ trước ấy, thì tàu cao tốc cũng là bắt đầu mới phát triển, hình thành ở các nước châu Âu ấy, thì Pháp đã làm một cái so sánh là hai người cùng ở một nhà. Một ông thì đi ra sân bay Charles de Gaulle và một ông là ra ga để đi tàu TG4 đi xuống Marseille. Và cuối cùng kết luận là đến nơi là ông đi tàu TG4 lại còn nhanh hơn ông kia được 15 phút. Bởi vì cái thời gian di chuyển từ nhà ra đến sân bay và thời gian đợi làm thủ tục kỹ thuật là rất lớn. Nó lớn hơn rất nhiều lần so với cái thời gian bay. Đấy, và người ta lại tính là như vậy trong cái kinh tế hiện đại thì cái thời gian đấy cũng là phải thời gian tính là chi phí của cái... Tính là... chi phí của cái chuyến đi và như vậy là nó phải tính ra tiền. Như vậy nếu Việt Nam có đường sắt tốc độ cao thì có lẽ tôi và ba khách mời đây sẽ là những khách hàng đầu tiên, bởi vì chúng ta đang đều rất là mong đợi, chúng ta đang đều rất là mong muốn là nhanh chóng có một cái hệ thống như vậy tại Việt Nam.
thì chúng tôi rất là cảm ơn bác khách mời. Chúng tôi đã biết là còn rất nhiều điều chúng ta cần chia sẻ, nhưng mà thông qua một chương trình như thế này, thông qua ý kiến của các khách mời, để chúng tôi hiểu là chúng ta đều đang rất là tâm huyết đối với dự án này, và những cái đóng góp của các khách mời chắc chắn sẽ được những người đang thực hiện những báo cáo ghi nhận và sẽ tiếp tục bổ sung và hoàn thiện thêm cho báo cáo, và thực sự là thuyết phục được Quốc hội để có thể thông qua trong đợt tới. Thì chúng tôi rất là cảm ơn bác khách mời đã đến với trường quay đối thoại. Xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi, và tiếp tục chúng ta hy vọng và chờ đợi nhanh chóng được ngồi trên cái chuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đó. Xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.